Chào mọi người, cùng Phương vào vườn hái xoài Đài Loan nha mọi người. Cái loại này là xoài Đài Loan loại loại nhỏ nha. Đây. Xoài Đài Loan nha mọi người. Ăn cái này nó không có chua nha. Ai đưa hái xoài à? Trái này hái được không anh? À, hái sao? Hái ngắt gì hả? À. Ngắt thí trái này cũng được. À. Mấy trái này là bẻ được rồi đúng không? À, xoài Đài Loan nha mọi người. Này loại nhỏ. Hái được hết luôn ha anh? Đây, vô. À, tiếp tục. Hơi cao. À, tiếp đi. Rồi, tiếp. Tiếp nha mọi người. Ồ, cái cây dưới anh. Cái cây dưới. Anh xuống cây dưới giùm em cái đi. Đó. Đó. Ừ, đúng rồi. Cây đó trái nhiều á. Khó trời trái luôn. Xoài Đài Loan nha, ăn nó không có chua. Ồ, quá trời trái luôn kìa. Nặng á. Rồi, bỏ đi thôi. Rồi mình tiếp tục đi. Sao tại sao xài Đài Loan này không có bỏ không có bao bọc ta? Chứ cái này nhỏ chị. Nhỏ không bao bọc đúng không? Rồi rồi nhỏ không bao bọc. Nhỏ không bao bọc, lớn mới bao bọc ha. Rồi, trái bự mới bọc. Rồi, tiếp tục. Hái tiếp nha mọi người. Bao bọc rồi thôi biết bao nhiêu ha. Rồi. Á à, trời xoài luôn rồi. Ai rớt rồi. Hái là phải sử dụng có cái lưới dưới nha mọi người, nó không lọt xuống dưới. Trái nè, nhiều trái lắm nha. Hồi nãy anh nói là xoài gì? Xoài đeo. Xoài đeo. À, Đài Loan đeo. Đài Loan đeo. Trái nhiều lắm nha mọi người. Đây nè, quá trời trái luôn. Ok vậy. Là vườn. Em nhìn giống mít bỏ ốc vậy. Rồi. Rồi, tiếp tục nha mọi người. Dạ. Nhiều tiếp. À, 3 ngàn rưỡi. À, tiếp tục rồi mọi người. Chị đứng lên cho trai nào, để mấy trai đây đi. Ăn kem thịt nữa. Không sao anh. Dạ. Nhà em cũng trồng xoài mà. Nhà em trồng xoài, không phải nhà em trồng xoài mà cô Tám có trồng xoài sợi cát Hòa Lộc với lại cát chu. Dạ. Cũng có Đài Loan nữa mà trồng vài trái để ăn nè. Rồi, tiếp tục mọi người. Ở này hái ngước cổ, mỗi cổ lắm nè. Ôi, nó chín luôn kìa anh. Rồi, tiếp tục vô đây. Rồi.
nhiều trái nha nhiều người. Rồi sớm giờ mới có xíu mà được như đây rồi nha mọi người. Rồi tiếp tục anh đang hái. Mày hái cũng nhanh đó ha. Dạ. Mấy giờ mới giao cho người ta anh? Hái gọi điện. Còn trái bên đây nữa anh. Trái to nè, trái hơi to. Nặng quá bỏ xuống đi. Anh này là lên cơ luôn á. Này là lên cơ chắc luôn. Trời. Đi trước. Rồi. Được 3 trái. Uống trái thành quả anh hái từ sớm giờ nha mọi người. Rồi bây giờ mình đi nè, thành quả nha, giờ mình xem thành quả từ sớm giờ là hái được bao nhiêu trái nha mọi người, và bao nhiêu vỏ nhé. Đây là cái xoài ha. Đây là thành quả hái đây. Đây là thành quả của xoài Đài Loan nha mọi người. Xoài Đài Loan. Xoài Đài Loan. Rồi, chào tạm biệt mọi người nha.